Dừa. Dừa muối ơi. Muối à. Lên chè. Lên chè. Người bụt cơ. Đứt, đứt. Giỏi, giỏi, giỏi. Nhẹ. Giỏi đấy. Đây là khó ngoài đấy. Rồi. Dạ. Mua xấu rồi nhé. Làm gì đấy? Lại lấy mít tôm. Lại lấy mít tôm ra. Không chơi kiểu đấy. Dạ. Tư thích ăn nữa rồi. Rồi là
một bên thôi đây này. Không cần vào đây đâu. Ấy. Con đi lấy ghế, mẹ đi lấy ghế cho nhá. Mẹ lấy ghế cho em nhá. Nhớ chưa? Ngon ngon mà. Xin miếng ạ. Ông có ăn đâu. Ông có ăn đâu. Tránh ông đi. Đi ngồi ở đây làm sao ông làm được. Tránh nhanh đi. Nhanh tránh ông nào. Đúng rồi, đi dậy lên. Em ơi, mẹ bắt con gì vào trong này này. Đi theo con đi. Mở bộ lão là gì vậy? Theo con đi. Đây cây. Vẫn ái lắm, nó hắng luôn. Ngạp. Vẫn đi ngạp. Ngạp cái từng ô hở ô giá. Ở đứng dậy, đứng dậy. Đấy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
không đấy. Còn thằng ngồi đây, thằng chơi ở chiến lên nhé. Thằng ngồi còn lấy mũ đó, lấy mũ ở nhà đi, cất vào nhà đi, cất vào nhà. Không lên đi. Đấy, đấy, đấy đó, đấy đó, đấy đó. Đấy đó. Đấy. Cho vào nhà đi. Cho mũ vào nhà đi. Cho mũ vào giường đi nhé. Đi vào giường. Đi bắt con vịt đó. Em lấy mũ ra đi, đi bắt con vịt đi. Đây. Nên cái đó khỏe vậy. Nên cứ để đó. Ra đây đây. Em ra đây đây. Bắt thì phải.
still in the morning. That's all I'm doing. Now, go on. Hey, enjoy it up, yeah. Huh? Yeah.
Vâng, ông ấy nhá nhá. Vịt thả xuống ông hay là vâng vịt thả à, nhà em có áo tối em thả áo mà chị đéo đây nhờ nhưng mà bao nhiêu tiền một con? 200.000 một con chị, 200.000 một con. Vâng, bây giờ chị mua, chị lấy hai con bớt cho chị nhé. Vâng, em bớt được ít thôi chị ạ, 350 hai con nhá. Vâng, chị lấy hai con thôi. Em vâng. sang lục cho chị một con. Bắt con bé này sang bên lồng kia đi, để hai con to cho chị. Vâng, con này cho chị. Vâng, em bắt con này. Không ra ngoài con ơi. Bé, con ơi. Đi xe qua đường. Nhá. Con ơi. Trăm rưỡi hai con à? Vâng. Cái này chị thôi, của chị thôi. Chú lấy bao nhiêu ở đây? Em xin hết chị ơi. Ừ. Béo. Chị kiểu gì được đây? Nấu với cái gì ngon đây? Ê. Em cảm ơn nhá chị ơi. Ừ. Để nhá, hai con bán nhá. Vâng. Em lấy cho anh một con. Vâng. Lấy con béo béo tí nhé. Vâng. Vịt nhà nuôi em. Vâng, vịt nhà nuôi anh ạ.
Con đấy. Cái này 200.000 một con em ạ. Thế em lấy hết cả hai con này nhá. Vâng. Được. Đây. Chị xin nhá. Ừ. Em lấy chị cho luôn cả cái lồng. Được, thế em xin nhá. Rồi. Hết rồi, mình về thôi. Ừ. Đây, mình về lớp, mình về nhà lớp. Bò, đúng rồi, đi rồi. Đi về đi. Được, ra đây. Về. Được rồi, không sao đâu mà, về đi. Ông sốt nó mày. Phải lúc bây xa ra hả nó. Đi tìm thuốc cho ông đó. Ông ốm rồi ấy. Thank you.
cẩn thận nhá, ngã nhá. Nắm lúc tẩy đấy xong nhá, lúc cái ông ra hở đấy. Chị quên nhá. Con bà ba con ba ba nói cho chị nghe nhá. Chị cảm ơn. Em có dám, em có dám chích trên này không? Dắt chích nhé, chích cái này một phát nhé. Đỡ hơn không? Ngồi lên đây thôi đấy ông. Để lấy thuốc cho ông uống nhá. Cái thuốc này này, ấy đi không viên, không viên. Mình đọc như thế. Cho ông chỉ không viên này, cho ông uống 2 viên này. Không được uống nha, không được ấy.
ấy con đưa đây cho mẹ. À đưa cho ông nhá, xong con đưa ông uống nhá. Đây này. Đây. Ông tứt đấy năm. Đây đây đây. Đấy. Cầm thuốc này cho ông dậy đi, ông dậy uống thuốc, ông dậy uống thuốc. Lấy thuốc cho ông uống. Này, ông cứ xin ăn thuốc. Chắc chín thông mà thấy không? Được rồi. Con ở đây với ông nha. Ở đây ông mẹ đi lúc bay xa hết cháu của ông luôn á. Các con. Đây, đi ăn dậu, đi uống. Nhé. Chê. Chê chê. Được. Ông cắt cái này cho ông, cắt cái này. Đi ông mẹ uống. Rồi. Làm gì đấy, em làm gì ấy? Lấy đi cất đi nhá. Quá.
chân đất rồi. Ất chê. Cẩn thận ngã nha. Làm gì đấy em? Yeah.
thổi nè. Đến lượt em, em ăn nhiều nhiều nha, mẹ thối nha. Quần nhà em có mèo chạy ngắn ngắn mồm to, ngắn mồm to. Đây đây đây, bây giờ há một miếng thôi, há một miếng mẹ cho. Đây đây cầm miếng. Giỏi quá, bỏ ra mẹ lấy chơi nha, mẹ lấy chơi. À, đây 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 đây, cầm đi. Thôi chị nào. Ừ, đây. Nóng lên, nóng thối lên. Đi nữa. Ngon lắm. Đừng mua nhiều nóng đấy. Ít thôi. Thôi phu lên. Yeah.